nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Kính thưa cộng đoàn, sáng hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ tạ ơn với thầy Tadeo, tu sĩ cửa sai dòng chức cụ thế. Trước khi cử hành thánh lễ tạ ơn, xin cộng đoàn dành vài phút để tưởng nhớ lại những chặng đường trong cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm tu sĩ cửa sai dòng chức cụ thế của thầy Tadeo Trần Tấn Đạo. Thầy Tadeo Trần Tấn Đạo sinh ngày 5/10/1921 tại Phú Yên, ngày 27/10/1937 gia nhập trường tu dòng chức cụ thế tại Huế. Năm 1939 vào nhà tập dòng chức cụ thế tại Hà Nội. Ngày 15/9/1940 tuyên tấn lần đầu tại tu viện dòng chức cụ thế Huế. Từ năm 1940-1958 phục vụ tại tu viện dòng chức cụ thế Huế. Ngày 15/9/1946 tuyên tấn trọn đời tại tu viện dòng chức cụ thế Huế. Từ năm 1958-1961 phục vụ tại tu viện dòng chức cụ thế Nha Trang. Từ năm 1961-1963 phục vụ tại tu viện dòng chức cụ thế Sài Gòn. Từ năm 1963-1978 phục vụ tại tu viện dòng chức cụ thế Thủ Đức. Từ năm 1978-1994 phục vụ tại tu viện dòng chức cụ thế Mai Thôn. Từ năm 1994 đến nay phục vụ và nghỉ hưu tại tu viện dòng chức cụ thế Huế. Vào lúc 7:30 sáng thứ Tư 15/11/2017, thầy Tadeo Trần Tấn Đạo đã được Chúa gọi về tại tu viện dòng chức cụ thế Huế sau 96 năm làm con Chúa trên dương thế và 77 năm sống lời khấn dòng. Cuộc đời thầy Tadeo là chuỗi dài của một hành trình đi theo chư cứu thế trong âm thầm và phục vụ. Thầy đã nhiệt thành phục vụ tại nhiều cộng đoàn của nhà dòng với những công việc khác nhau trong một tinh thần vâng phục và khiêm nhường. Thầy tìm thấy niềm vui thiêng liêng trong chí hướng mưu cầu lợi ích cho các linh hồn đúng theo linh đạo dòng chư cứu thế. Thầy Tadeo chia sẻ: "Tôi rất ước ao đời sống tu sĩ dòng chư cứu thế theo gương cha thánh Alfonso Maria lo cứu giúp các linh hồn, theo gương thánh Gerardo hy sinh bằng những lao công thường ngày theo mục đích ơn gọi tu sĩ và thánh hóa đời sống. Tuy rằng tôi như ly nước nhỏ nhưng cố gắng đầy tràn. Hy vọng những lý tưởng trên giúp tôi theo tiếng Chúa gọi đến phút cuối đời. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp các thánh trong dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Tadeo sớm hưởng vinh quang nước trời." Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta hiệp ý với cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế thánh lễ và các cha đồng tế để cử hành thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho thầy Tadeo. Xin mời cộng đoàn đứng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường này để cầu nguyện cho thầy Tadeo. Thầy đã được Chúa gọi về và trong niềm hân hoan, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã có một người anh em, một người thầy ở bên Chúa và cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Thầy đã sống một cuộc sống khá dài, 96 năm trên trần gian, và cuộc đời của thầy là một gương mẫu sống động của một người hạnh phúc đi theo Chúa. Và giờ phút này thầy đang ở đây giữa chúng ta, và chúng ta cử hành thánh lễ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban rất nhiều ơn lành cho thầy trong suốt 96 năm qua. Thầy đã sống một cuộc sống hiền hòa, khiêm tốn, đơn sơ và tốt lành. Gương mẫu của thầy vẫn còn tiếp tục được rất nhiều anh em trong dòng nhìn đến như là một gương mẫu của một tu sĩ chân chính, thánh thiện và đáng yêu, đáng mến. Cho nên cả những linh mục khi nhìn vào cuộc đời của thầy cũng thấy rằng đây là một cuộc đời tốt lành. Hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một người sống tốt lành giữa chúng ta, và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta học nơi thầy những điều tốt lành. Và chúng ta cũng xin Chúa hôm nay cầu nguyện cho thầy mau được hưởng vinh quang thiên quốc. Giờ đây trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cũng xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót, những yếu hèn, những điều bất xứng, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thật là Cha khoan dung, là bạn trung thành. Chúa đã gọi về với Chúa một người tín hữu cũng là người anh em của chúng con, là thầy Tadeo. Khi còn sống giữa chúng con, thầy Tadeo đã hết lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Giờ đây, xin Chúa thương đón nhận thầy vào trong nhà Chúa, vào nơi Chúa đã dọn sẵn, và xin Chúa cho thầy hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Khôn ngoan
người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực, người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Tồn tại đến muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai trong chúng ta sống cho chính mình? Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng tôi, phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trình thuật của bài tin mừng hôm nay nói đến biến cố mà Chúa Giêsu nói về việc trao ban chính thân mình cho người ta được đón nhận và được sống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống. Và điều ấy đã làm cho người Do Thái cảm thấy rất là khó đón nhận. Và ngay cả các môn đệ cũng có những người bỏ Chúa Giêsu từ giây phút ấy. Và khi ấy cái không khí chắc chắn là một không khí ảm đạm,
một không khí buồn thảm, bởi vì những người đã từng gắn bó với Chúa Giêsu giờ đây cũng rời bỏ Ngài. Chỉ còn lại nhóm 12, và Chúa Giêsu cũng đã hỏi họ: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy mà đi sao? Nhưng Phêrô giờ đây tuyên xưng một điều vô cùng quan trọng, đó là tuyên xưng lòng trung tín với Chúa Giêsu: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Và cái xác tín ấy của Phêrô nói lên không chỉ là một giây phút gọi là anh hùng, nhưng đó là một cái thái độ gắn bó với Chúa Giêsu: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Và như vậy thì đây là một cái kinh nghiệm sống với Chúa, gắn bó với Chúa, để thấy rằng không còn đến được với ai ngoài Chúa, và nơi Chúa mình cũng đã đón nhận được chính lời ban sự sống. Và đó là cái kinh nghiệm của Phêrô và kinh nghiệm của các tông đồ, những người đi theo Chúa Giêsu, thấy rằng chỉ có Chúa mới là lẽ sống của đời mình, và chính lời của Ngài đem đến cho cuộc đời của mình cái ý nghĩa, và đem đến cho cuộc đời của mình cái sức sống. Và thưa anh chị em, đó cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Nếu chúng ta đi theo Chúa, không phải lúc nào cũng gặp những điều thuận lợi đâu. Trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng gặp những sóng gió, những gian truân, những gian nan, những thử thách. Và không phải chỉ ở trong môi trường ngoại giáo chúng ta mới gặp những thách đố đó, ngay cả trong những môi trường công giáo cũng có những thách đố như thế. Tôi có dịp đi sang Canada, tôi tưởng đất nước ấy sẽ là một đất nước công giáo, nhưng quả thật khi sống ở trong bầu khí mới thấy người ta bỏ đạo. Đã bỏ đạo thì chớ lại còn chống đạo nữa, chống các linh mục, chống hàng giáo sĩ và chống những người đi tu. Cho nên có những cái môi trường và chúng ta phải đối diện với những cái sự dửng dưng, với những thử sự khó chịu hay là ghét bỏ đạo của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đi theo Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc, có những lúc chúng ta cảm thấy niềm vui lớn lao lắm, nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy cô đơn, có những lúc chúng ta thấy cảm thấy mình như là xa cách với mọi người và bị mọi người bỏ rơi. Và chính những lúc đó chúng ta mới bộc lộ và thể hiện được cái xác tín của chúng ta. Chúng ta xác tín vào cái gì? Chúng ta xác tín và tin vào ai? Chúng ta có tin vào Đức Giêsu quả thật là Chúa của chúng ta không? Rất nhiều người công giáo nói là mình tin Chúa, nhưng hẳn là họ chỉ tin trên danh nghĩa thôi. Có những người cũng đi lễ, đi nhà thờ đó, nhưng mà vẫn tiếp tục thờ cúng tà thần. Có nhiều người cũng nói là con là người có đạo, thế nhưng mà cũng vẫn cúng kiếng đủ thứ, kiêng kỵ đủ thứ, và chạy theo tất cả những thứ gọi là cái hình thức thờ phượng của dân ngoài. Như vậy chúng ta mới thấy rằng theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một cái xác tín rằng Chúa có thực sự là Chúa của mình không, và lời của Chúa có cái khả năng, có tác động hay là có cái sức biến đổi tâm hồn chúng ta không, lời Chúa có thực sự đi vào trong ta không, và lời Chúa có thực sự là cái chất sống cho cuộc đời của chúng ta không, để rồi chúng ta cảm thấy rằng lời của Ngài đem đến cho chúng ta biết bao nhiêu những điều tốt lành, không chỉ là những tư tưởng mà đấy chính là cái chất sống cho cuộc đời của chúng ta. Và nếu ai đón nhận lời Chúa thì thấy rằng lời Chúa có một cái sức mạnh vô cùng lớn lao, và có khả năng bảo vệ chúng ta, che chở chúng ta, gìn giữ chúng ta và xua đi tất cả những sự dữ cho chúng ta. Mà ngày hôm nay Phêrô tuyên xưng điều đó: chỉ có Thầy là đấng mà con có thể phải gắn bó mãi mãi. Và ông cũng đã tuyên bố chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta có những thăng trầm, có những khó khăn, có những thách đố. Và nếu chúng ta đi qua những điều đó thì chúng ta sẽ nhìn lại xem cái gì là cái điều mà giúp cho chúng ta vững vàng để tiến bước, vững vàng đi theo Chúa. Hôm nay khi nhìn lại cuộc đời của Thầy Tadeo, 96 năm trên trần gian này, Thầy Tadeo cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, những biến cố ở trong đất nước chúng ta, những năm 54 khi chia đôi đất nước, đến năm 68 Mậu Thân, rồi năm
75 với biến cố giải phóng. Và rồi ngay nhà dòng cũng có những biến cố lớn như năm 78, nhà dòng Thủ Đức nơi thầy Tadeo ở lúc đó đã bị giải thể. Khi đó tôi cũng đang sống với thầy trong những ngày tháng ở Thủ Đức. Và nhà dòng cũng trải qua biết bao nhiêu những khó khăn. Và thầy đi qua những thăng trầm ấy thì thầy đã sống thế nào? Tôi có dịp sống với thầy kể từ năm 68 ở Thủ Đức, rồi ở Mai Thôn cũng có dịp gặp gỡ thầy. Và khi thầy ra Huế này, nhiều lần tôi cũng đã ra đây và thăm viếng thầy. Thì tôi thấy nơi thầy là một con người sống một đời sống đức tin một cách rất là vững vàng. Không cảm thấy những lúc mà khó khăn thầy có một cái sự khổ sở hay bực bội tức tối, mà thầy rất bình an, bình thản đón nhận mọi biến cố. Và cái điều mà tôi tin chắc rằng nó là cái sức mạnh của thầy, nó là cái gọi là cái sự chống đỡ cho tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống, đó là lòng tin vào Chúa. Điều đó được thể hiện trong đời sống của thầy, mà tất cả những anh em trong dòng, những người ngồi đây, những người đã từng tiếp xúc với thầy thì nhận ra rằng thầy có một đời sống cầu nguyện rất là gắn bó với Chúa và trung tín với tất cả những giờ kinh nguyện. Bằng cái giờ phút thầy ngã xuống trước khi hôn mê, đó là lúc thầy đang ở trong nhà nguyện, thầy đang cầu nguyện. Và như thế nói rằng cái cuộc đời ấy nó được đặt chìm sâu ở trong Chúa, gắn bó với Chúa. Và nhờ đó mà thầy có thể vượt qua biết bao nhiêu gian nan thử thách. 96 năm trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu những thử thách. Những lúc chúng ta gặp yếu đau bệnh hoạn thì phải nói là khó khăn lắm. Thầy là một người không có sức khỏe như những anh em khác. Sức khỏe của thầy rất mong manh, nhưng mà công việc làm của thầy lại là những công việc làm rất nặng nhọc. Khi sau năm 75 thầy cũng đi làm ruộng, tuổi cũng đã lớn rồi nhưng mà vẫn tiếp tục làm ruộng và làm việc vất vả, làm những công việc nặng nhọc. Nhưng thầy không bao giờ than phiền, kêu trách, mà chọn những công việc nhỏ bé, âm thầm để phục vụ, như thầy nói, theo gương Thánh Giê-đô, bằng những lao công để mà mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn. Cái lý tưởng của cuộc đời thầy là làm sao để đem nhiều người về với Chúa qua những việc hy sinh hàng ngày, không phải những việc lớn lao đi rao giảng hay làm những việc mà người ta thấy nổi bật, nhưng đời sống của thầy một đời sống âm thầm, đời sống khiêm tốn, một đời sống bình dị, một đời sống bình an và một đời sống trung tín trong các giờ kinh nguyện và các công việc đạo đức. Và thấy tâm hồn của thầy là một tâm hồn mà ai tiếp xúc với thầy cũng cảm thấy đấy là một con người quá hiền lành và một con người thánh thiện. Khi thầy nằm bệnh viện lần trước, tôi đi qua đây, tôi cũng muốn đến thăm thầy. Vừa đến nơi thì thầy ngồi dậy và thầy vui mừng lắm. Thầy nói cảm ơn cha bề trên đã đến thăm con. Và ngày như chờ đợi, bề trên đến chỉ cầu có người trách nhiệm đến với mình thì cảm thấy hạnh phúc. Và rồi thầy lại khỏe lại và sống một cách rất là thanh thản. Vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đến đây để cầu nguyện cho thầy, và chúng ta cũng nhìn vào cuộc đời ấy để thấy thầy đã sống tin mừng thế nào, gắn bó với Chúa thế nào, để rồi thầy đã vượt qua được biết bao nhiêu thử thách gian nan. 96 năm không thiếu những thăng trầm, không thiếu những gian truân, nhất là vào những lúc lớn tuổi, vào những lúc bệnh tật mà vẫn phải đối đầu với những khó khăn của bản thân mình cũng như của cuộc sống bên ngoài. Nhưng đối với thầy, khi nhìn vào cuộc đời thầy thì nhìn thấy được cái nét đẹp của đời tu. Nét đẹp không ở chỗ là thành công, vang dội hay được những người khác hoan hô, ca tụng. Nhưng nét đẹp ở chỗ là sống cái sự bình an, thanh thản và làm cho người khác khi tiếp xúc với mình cũng cảm nhận được cái sự bình an ấy. Vậy thì hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa để nghe Chúa nói với chúng ta. Nếu chúng ta gắn bó với Chúa, chúng ta có sự bình an. Sự bình an ấy không phải ở nơi cái mà chúng ta tìm cách tìm sự an toàn cho chính mình, nhưng mà cái an toàn của chúng ta chính là ở trong Chúa. Ngày nào mà chúng ta tin rằng Chúa
là đấng mà chúng ta không thể rời bỏ được. Chúa là đấng mà chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó, và lời của Ngài luôn luôn ở trong ta và làm cho chúng ta được sống. Thì thưa anh chị em, chúng ta tin chắc rằng Chúa rất hài lòng về chúng ta. Như Ngài đã hài lòng về Phêrô, khi Phêrô nói những lời chắc chắn là những lời đem lại một cái sự an ủi và sự trợ giúp rất nhiều cho cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, thì cho thấy rằng Ngài đã thành công nơi các tâm hồn như thế nào. Thì chúng ta xin Chúa cũng biến đổi chúng ta, xin cho lời của Ngài, xin cho mình máu của Ngài đến trong tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, làm chúng ta được đổi mới và làm cho chúng ta được luôn luôn sống động. Và nhìn vào cuộc đời với 96 năm, những ngày tháng cuối đời vẫn là những ngày tháng đầy sức sống của Thầy. Sức sống không tỏa ra theo kiểu bên ngoài ở những thành tích, nhưng tỏa ra nơi một con người luôn luôn gắn bó và yêu mến Chúa. Xin Chúa, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Thầy, xin Chúa ban cho Thầy được hưởng vinh quang ở bên Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta đón nghe lời Chúa, cũng cố gắng để gắn bó với Chúa, để ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Vì chúng ta đã thuộc về Chúa thì Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngày hôm nay tin tưởng rằng Chúa cũng sẽ đưa dẫn Thầy Tadeo về bên Chúa để Thầy được hưởng vinh quang mãi mãi. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã phán chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi an táng và từ biệt Thầy, Thầy Tadeo thân yêu của chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Những ai trung thành sẽ được Chúa yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Ta hãy cầu xin Chúa. Chúa chấp nhận các ngài như của lệ toàn thiêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn những người đã suốt đời hiến mình phụng vụ dân Chúa mà nay đã qua đời đường sớm hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Ta hãy cầu xin Chúa. Các con hãy vui mừng vì phần thưởng các con sẽ trọng đại trên trời. Chúng ta cùng cầu xin cho Thầy Tadeo sau khi đã hoàn tất cuộc đời tân hiến, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hương hạnh phúc quê trời. Ta hãy cầu xin Chúa. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta khi đối diện với đau khổ, sự chết, sự dữ và sự trên được tìm thấy lời giải đáp trong ân sáng của Đức Kitô, để thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đinh mọi loài. Ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa thương nghe lời chúng con cầu xin. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ kẻ chết. Xin nhận lời chúng con cầu xin
mà thương đón nhận Thầy Tadio vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhân. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật để cầu cho Thầy Tadio được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, Thầy đã vững tin Đức Giêsu con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây xin Chúa cho Thầy được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn
Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, các Đức Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là thầy Tadeo mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
Thánh Chúa Kitô. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Đức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích thánh thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người anh em tín hữu của chúng con là thầy Ta-đi-ô được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cha giám tỉnh, quý cha và cộng đoàn an tọa. Kính thưa gia giám tỉnh, ban cổ vấn của tỉnh dòng. Kính thưa các cha, các thầy trong nhà dòng. Kính thưa các cha trong địa phận có gốc gác ở trong giáo xứ Đức Mẹ Hằng Vũ Giúp hiện diện hôm nay. Kính thưa các nam nữ tu sĩ và tất cả cộng đoàn, tôi xin có lời cảm tạ. Trước hết, cảm ơn Chúa đã thương cho thầy Ta-đi-ô được trở về quê thực của mình và tất cả những người sống bên Ngài đã có một bầu không khí để tiễn đưa Ngài trong hân hoan về nhà cha. Trước hết là tỉnh dòng. Tỉnh dòng đang có cuộc tĩnh tâm đợt thứ hai rất bận rộn, nhưng cha giám tỉnh cũng như cả cố vấn cũng như các cha các thầy đã nỗ lực hết sức tranh thủ và chậm trễ cho đến nửa đêm vừa rồi. Đó là cái sự hy sinh vì tình nghĩa. Thì điều đó tất nhiên thầy Ta-đi-ô rất vui mừng vì sự đùm ấm thông hiệp của huynh đệ trong nhà dòng, đặc biệt là các thầy ở trong nhà dòng đây đó cũng cố gắng để mà tranh thủ về với thầy, nhất là những anh em tu sĩ thừa sai. Đương nhiên một thân phận bẻ mòn như thầy Ta-đi-ô âm thầm suốt 42 năm ở tại Huế này và những năm còn lại tung đồ các địa phương khác, đương nhiên cứ sự tiếp xúc hiên ngang như các linh mục tức là không có, mà nếu có tiếp xúc được thì cũng chỉ thấy tay lẫm chân bùn. Bao nhiêu năm lên rừng, bao nhiêu năm xuống ruộng, đó là ơn gọi mà thầy đã dẫn thân. Chính vì sự nhỏ bé khiêm tốn đó mà nhà dòng Hãnh Diệt đào tạo ơn gọi có một hướng các tu sĩ thừa sai sống âm thầm và dâng lễ hàng ngày bằng cái đời sống hy sinh của mình. Chân thành cảm ơn tất cả nhà dòng, các cha hiện diện. Tôi cũng có lời cảm ơn nam nữ tu sĩ, nhất là những dòng trong địa phận luôn luôn ưu ái bởi dòng chủ thế tấn liệm liên lễ điên tu sĩ và ngày hôm nay cũng có mặt. Và tôi nghĩ rằng các nhà dòng cũng đã được thông báo để cầu nguyện cho người tu sĩ bé nhỏ này trước mặt Chúa. Nói là cầu nguyện cho Ngài, nhưng chúng ta kiêm ngưỡng hình ảnh của Ngài
đỡ trở thành vì gương mẫu cho đời sống tu trì của chúng ta. Cảm ơn các tu sĩ nam nữ, và nhất là cái lời cảm ơn đặc biệt đối với gia sư. Khi nào trong nhà dòng có biến cố, giáo sư quan tâm từ A đến Z. Ban thường vụ, quý chức và đặc biệt là ban âm công không sót một cái gì, từ chỗ đào huyệt cho đến tận liệm, cho đến chạy khăn tang hòm, tất cả nhất nhất đều anh em âm công đã lo liệu một cách rất là dễ thương tốt. Không những đó mà trật tự bên trong bên ngoài nữa. Điều này chúng tôi nói lên đây để mỗi người trong giáo xứ chúng ta ý thức rằng anh em âm công rất là hy sinh. Trong tuần vừa qua gánh tất cả là 7-8 đám, kể cả người ngoài trong xứ và nhà dòng. Sự hy sinh đó nhiều khi không ai để ý, nhưng mà phải là có một tấm lòng thánh thiện, gần gũi với Chúa và bác ái thì mới có thể thực hiện được. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Và cảm ơn cộng đoàn. Tất nhiên trong cộng đoàn này kể lễ từng người thì lại thiếu, từ em bé dâng lễ tới leo lên dòm thầy, ơ thầy, từ đến những người lớn, các bà mẹ, cho đến nhất là ca đoàn luôn luôn sẵn sàng để dùng tiếng hát lời ca để mà lo cho phụng vụ lễ nghi được tốt đẹp. Bây giờ mà kể lễ ra thì sẽ thiếu. Cảm ơn tất cả mọi người. Và cái điểm thứ ba đối với gia đình của thầy, thầy thuộc thế hệ cao niên, thế hệ đấy là thế hệ con cháu ở rải rác Phú Yên, Sài Gòn, Vũng Tàu, nhưng mà khi nghe thầy đã về đến đây để trong một cái hiểu đạo nào đó của gia đình mà đã có sự gắn bó với nhà dòng để lo hậu sự cho thầy một cách rất tốt đẹp. Tôi đại diện nhà dòng cảm ơn thân dân của thầy Tadeo, từ ông cố bà cố cho đến tất cả anh em cô bác bà con đã hướng về thầy trong cái đời sống dẫn thân ơn gọi tu sĩ của mình. Tuy thấp hèn nhưng mà đó là một cái sự hãnh diện và thân nhân gia đình được có một người dành cho Chúa để cầu nguyện cho gia tộc. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người trong gia tộc của thầy. Ít nhiều gì thì chúng ta ngày hôm nay cũng thấy hãnh diện vì có một người thân nhân anh em của chúng ta được cất nhắc về trời. Tôi tin như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người. Giờ đây xin mọi người đứng lên để tôi tiễn biệt thầy. Anh chị em thân mến, trước khi chia tay với thầy, chúng ta phải cùng nhau nói lên lời tiễn biệt một cách tâm tình với thầy Tadeo Trần Tấn Đạo. Chúng ta hãy đem lòng kính cẩn yêu mến mà phó dâng người anh em này cho Thiên Chúa chúng ta, tin tưởng rằng chúng ta sẽ gặp lại thầy trong ngày chung cục của hội thánh. Khi ấy Đức Kitô đã chiến thắng toàn diện và mọi người chúng ta tham dự vào sự chiến thắng đó, và chúng ta sẽ hãnh diện bên nhau cùng với thầy. Chúng ta dâng thêm lời cầu cho thầy hôm nay. Lạy Chúa, chúng con ước bác nhìn lên Chúa, lòng tưởng nhớ người anh em của chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho thầy Ta Đeo được hưởng vinh phục bởi Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho thầy Ta Đeo được Chúa đón dẫn vào quê trời làm một với các thánh và những người đã đi trước chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho thầy Ta Đeo được hưởng vinh quang với các bạn hữu Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến chúng con đang đau buồn, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện cho người tân đã mất. Vâng, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là đấng nhân hậu từ bi. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho thầy, người tín hữu của Chúa. Xin Chúa, xưa Chúa đã tự hiến thân chịu chết vì nhân loại để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Nay vì tình thương xót của Chúa, Chúa đón những người anh em của chúng con là thầy Ta Đeo này được tham dự hạnh phúc trong chốn vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác cho người anh em của chúng con đây, để người anh em của chúng con là thầy Ta Đeo được tham dự phục sinh của Chúa trong ngày chung cục. Chúa là Cha nhân từ của chúng con, đây là giờ phút cuối cùng chúng con xin tiễn biệt thầy Ta Đeo và xin cho chúng con luôn luôn dõi bước theo Đức Kitô cũng như thầy để tiễn biệt về gặp gỡ trong ngày vinh quang cuối cùng. Xin mời ban đạo tùy. Kính thưa cộng đoàn, nhà dòng có chuẩn bị một số xe ô tô để cộng đoàn đưa tiến thầy ra nghĩa trang. Có hai xe dành cho quý cha khách và quý cha quý thầy trong nhà dòng, một xe cho ban âm công và thân nhân, một xe cho ca đoàn và ba xe cho cộng đoàn. Yeah.
nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như nhà Chúa đi về thánh đường. Chờ về bên Chúa.
cả xa buồn lễ vẫn nào đẹp hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con xin phó thác cho Cha người anh em tín của chúng con đây là Thầy Tadeo. Dưới mắt người đời, Thầy đã chết, nhưng chúng con xin cho Thầy được sống bên Cha. Xin Cha cùng mở lượng hải hà mà thứ tha và thanh tẩy mọi tội lỗi của Thầy đã sai phạm vì yếu đuối khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời nguyện làm phép huyệt. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương người con của Chúa là Thầy Tadeo được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏa ánh tôn nhan, làm cho Thầy sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn mời gọi người anh em của chúng ta là Thầy Ta-đeo ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Giê-su Ki-tô, đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, đã biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của người. Lạy Cha nhân từ, khi còn sống Thầy Ta-đeo đã nguyện theo ý Cha. Nay Thầy đã qua đời thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của Thầy. Và cũng như khi còn ở trần thế, Thầy Ta-đeo được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Cha, Thầy cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Thầy Ta-đeo được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Thầy Ta-đeo. Xin mời. Lăng hết ưu kiên, lạy mẹ xin hiền ơi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi ưu buồn, vì đời con gieo ra thiết bao đau thương. Ta tràn lan gai góc bước trên con đường. Tất cả là vậy, nhìn con xuống trung tâm. Hóng lên, hóng lên xuống. Xuất phát, xuất phát. Đập đập cho đây, đập đập cho đây. Hóng lên xuống. Thank you.
dây chủ luôn. Đừng lấy. Đây. Chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính, một kinh kính bẩn cầu nguyện cho quý cha quý thầy cũng như tất cả các linh hồn tại nghĩa trang này. Tôi tin kinh con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin anh chị em chúng ta đi xe nào thì chúng ta lên xe đấy để về.